Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính chào thầy kinh mới vừa vào room. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con xin đọc phần thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa bà ga wa to ra to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa bà ga wa to ra to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa bà ga wa to ra to sam ma sam bu ta sa Brahma cha lô ca thi bát tỳ sa hầm bát tỳ ca tành cha ly anh thi hóa rằng a ya cha tha sanh tỳ tha sát tập ba ra chắc ca cha ti ca đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sát thầm ma phê rình quỷ na dành cha ca dành Tu tành cha bàn thằng a phi thầm a chậm măng a cô ta dành tô cha tu sắc cha đành đăng bắp bồ ta này về bà đi xa và mắt chê thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, con kính dâng mic đến thầy để thầy thử mic ạ. Dạ, để thầy dạy bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bổn Thầy ạ, Nam mô Tam Bảo ạ, Nam mô Sa Ngã ạ. Kính lễ Sư Đức, xin chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo, 1, 2, 3. Alo. Nghe rõ ha? Ok, xa thôi. Rồi, hôm nay chắc các bà con đi du lịch hết trơn. Ra Mướn Từ đi du lịch hết, sắp ra Mướn Từ ha. Thì hưởng gió biển là lên non xuống núi. Cô Mai Ta có đi đâu không? Cô Mai Ta, Cao Nguyễn đi đâu? Hôm nay rung vắng quá rồi. Nhà cô Nhung ở nhà luôn ha. Karuna cũng ở nhà luôn ha. Mới lên lên room được ha. Còn thôi là đi hết rồi, bà con đi chơi hết rồi. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp theo ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấn Tắc. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghaṃ Namāmi Sammasambuddhamatulang Sassatthammakatuttamang Abhivadiyapāsesaṃ Abhidhamma Tassang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo. Rồi xin mời MC tài ba này, cho bài lên rồi mời bà con cùng nhau đọc nha. Xả thử.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Phước Sang. Dạ, con kính lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Chị, dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, hiệu nghĩa ta ơi, chị giơ tay lên em nhường mic lại cho chị ạ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Misaka Sangaho toát yếu những hỗn hợp. Đoạn 1. Misaka sangha hề cha hề tu lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Sân và 6 vô si. Sắc ta trà nàn gà ni vi tắc cô vi trà rô bì tí sô ma na sang e cắt gà tà đồ ma na sang u bê khà. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đoà đa sa mắc gần gà ni sầm mà đi thi sầm mà sằng cắp bồ sầm mà hòa trà sầm mà cầm mặn tô sầm mà trì vô sầm mà hòa già mồ sầm mà sa ti sầm mà sa mà đi thi mít trà sằng cắp bồ mít cha hòa già mồ mít cha sam mà thi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 1 tấn, 12 tà định. Đoạn 2. Bà quỳ sa tìn ri già ni chắc khùn ri dằng sô tìn ri dằng khà nìn ri dằng chụp hình ri dằng cà dìn ri dằng ít thìn ri dằng bú ri xìn ri dằng trì quy tìn ri dằng ma nìn ri dằng su khìn ri dằng khìn tổ mana xìn ri dằng đồ mana xìn ri dằng u bế khìn ri dằng sát thì bằng quy ri dìn ri dằng sa tìn ri dằng sa mà thìn ri dằng bành nhìn ri dằng a nhành nà ta xà mì tìn ri dằng ảnh nhìn ri dằng anh nhà tà quyền ri dằng. Có 22 quyền, có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn và 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị chi đương chi căn, 21 dĩ chi căn, 22 cụ chi căn. Na qua bà là ni sát thà ba lần, quy ri gia ba lần, sa ti ba lần, sa mà thi ba lần, bành nhà ba lần, hi ri ba lần, ốt táp pa ba lần, a hi ri ca ba lần, a nốt táp pa ba lần. Có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực,
5. Tuệ lực. 6. Tàm lực. 7. Quý lực. 8. Vô tàm lực. 9. Vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, em kính mời chị Meta ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Chưa thấy bài Châu ơi. Dạ, cảm ơn. Dạ, thấy rồi. Đoạn 3. Chattaro Athibati Chanda Thibati Viriya Thibati Ta thi bát tí, quy mạng xà thi bát tí, có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chắc ta rô a ha ra, ca ba li ca rô a rô phát sô, đu thi dô, ma nô sân chê ta na ta thi dô. Quỳnh nhà năng cha tu thằng có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. In ri ye su ba ne ta so ta ba ti mắc ga nhà năng a nan nhà tát sa mi tình ri văn arahata pha lần pha la nhà con đọc lại chỗ này arahata pha la nhà năng anh nhà ta huynh ri văn mắt chê cha nhà na ni anh nhìn ri già ni tí ba vuốt chanh tí chi quy tình ri dành cha rù ba quá xê na đu quy thằng hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta chưa từng được chứng ngộ có nghĩa là tu đà quần đạo tuệ, vị tri đương tri căn, tức dự lưu đạo tri. Căn của các vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ tri căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Đoạn 4. Bình cha huynh nhà nê su cha nan ga ni a vi ri ye su ba la ni a hệ tu kê su mắt gan ga ni na lập phan ti ta tha quý chí kích cha chích tê ê cắt gá ta mắc kinh rí gia ba la phà quăng ná gắt cha ti duy hề tu ca ti hề tu ca cha qua nệ nét quê quá. Gia tha sam pha hoàng a thi ba ti e cô quá lạp pha ti. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm nhất hành không thể trở thành đạo chi căn hay lực,
trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bình cha cha năng ga mắt gan ga na wa wa thu tô so la sinh ri ya tham ma cha ba la tham ma na quê ri ta cha ta ro thi ba ti wut ta ta tha ha ra ti sat ta tha ku sa la đi sa ma kin no wut to mit sa ka sang ga ho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiện, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày cùng thế ấy. Có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ vậy, con đã đọc xong. Kính cảm ơn thầy, cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ, con kính mời dì kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào thầy kinh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc ôn bài. Cảm ơn chị Châu Nguyễn. Cảm ơn cô Meta, cô Hồng Nhung. Misaka Sangaho toát yếu những hỗn hợp pháp. Misaka Sangahe cha hề tu lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Vô sân và 6. Vô si. Sát ta cha năng gà ni vít ta khổ vít cha rô bì tí sô ma nát tăng ê các gắt ta đồ mana sang upekha. Có 7 chi thiền: 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 là xã. Đoà đa sa mắc gần gà ni sầm ma đít thi sầm ma sằng khắp bộ sầm ma hoa cha sầm ma cầm măn tô sầm ma chi vô sầm ma hoa gia mô sầm ma sa tí sầm ma thi mít cha đít thi mít cha sằng khắp bộ cha qua ya mô mích cha samathi. Có 12 chi đạo: 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Con đã đọc và ôn bài xong ạ. Dạ, con xin phép được xin mic ạ. Con xin mic đến đại tràng. Dạ.
Dạ, con xin kính đến lại Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đến lại quý sư và vị cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, con kính chào cả lớp, con xin phép đọc bài ạ. Ba vi sa tình vi cha ni chắc cú ghi dần sổ tình ghi dần gần nì ghi dần dì hí dì hình ghi dần cà dình ghi dần ít tình ghi dần u vi sinh ghi dần dì vi tình ghi dần mà ni ghi dần su khí huỳnh ghi dần đúc khí vì đôi khi ghi nhận số má sa sinh ghi nhận đồ má na sinh ghi nhận út để kiền ghi nhận sát tì ghi nhận ví ghi trình ghi nhận sa tiền ghi nhận sa má thì ghi nhận bình nhìn ghi nhận anh nhà nhà ta sa mì tì ghi nhận anh nhi vi dần anh nhà ta vi dần có 12 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 tâm căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 u căn, 14 xả căn, 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tệ căn, 20 vị chi đương chi căn, 21 dĩ chi căn, 22 cụ chi căn. Na va ba la ni sat ta ba ba lam Vijaya ba lầm, xà tí ba lầm, samathi ba lầm, bành nhá ba lầm, hí ri ba lầm, úc táp bà ba lầm, a hí ri cá ba lầm, a nô táp ba ba lầm. Có 9 lực là 1 tính lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin kính tri ân thầy ạ. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp đọc ạ. Cảm ơn Trong Nguyễn đã bố bài ạ. Xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chuyên Thức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Chattaro Adhipati Chandadhipati Viriyadhipati Chittadhipati Vimansadhipati. Có 4 yếu tố tăng lượng tâm là 1. Dục, 2. Cần, 3. Tâm và 4. Thẩm. Chattaro Aharaka Palikaro Aharo Pasu Dutiyo Manu sanchetana tati yo vinyanang chattuthang. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Indriye supanetha sota pat makka nyanang ananya tassa mitindriyang arahatappa lanyanang anyata vidriyang macche jnanani anyin triyani ti pavuchanti chivitindriyan charupa rupa vasena duvithan hoti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hường, đạo tệ, vị tri, đương tri, các
căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ tri căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thư nữ. Kính tri ân thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Răng Kha, dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sự tri đức. Dạ con kính đảnh lễ sư Phước Sang. Dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 4. Bành cha huynh nhà nề su trà nàn gà ní Awiri Yesu Palani Ahe Tu Kề Su Mắc Gàn Gà Ní Ná Lắp Phần Tí Tá Thà Quý Trí Kích Chà Chít Tề Ê Cát Gá Tà Mắc Gìn Riya Pa La Phà Hoàng Ná Gắt Chá Tí Đuý Hệ Tú Cá Tí Hệ Tú Cá Chá Quá Nét Quê Quá Gá Thà Sàm Phá Hoàng Athipati Eko Walafati. Các thiện chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm cũng vậy. Trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thường, dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha trà nàn gà mắc gàn gà na quá quách thú tô sô lát xin triya sô lát xin Riya Thamma, Chapalaf Thamma, Nawe Rita, Chata Rothi Pati Utta, Tatha Hara, Tisatha, Kusala, Isama Kino Utto, Mesakasangahu. Tóm lược, trong thực tế có sáu nhân, năm chi thiện, chín chi đạo, 16 căn, chín lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có bốn yếu tố ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong bảy phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại do đạo tràng ạ. À. Dạ, kính thưa thầy, dạ con không thấy mọi người trong room đã đọc hết rồi thưa thầy. Dạ con không thấy bàn tay của ai nữa, con kính thỉnh thầy cho chúng con bài pháp ngày hôm nay ạ. À. Con kính nhân mít ra thầy ạ. À. Rồi, xà thứ. Rồi, con làm mình vô đố vui có thưởng không? Này, ai nhanh tay lấy 10 điểm nha. Nhanh tay lấy 10 điểm. Chậm tay lấy học dịch nha. Nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3. Câu số 1 ha. Câu số 1.
cả pháp nào không sanh không diệt. Tất cả pháp nào không sanh không diệt. Các pháp ấy đồng hiện hữu với các tâm siêu thế phải chăng? Các pháp ấy đồng hiện hữu với các tâm siêu thế phải chăng? Rồi, câu số 1 ha. Dạ, ha, suy nghĩ xíu rồi quý vị nhanh tay lấy 10 điểm nha. Rồi, xin nhận quyết lệ cho cô thư ký làm việc nha. Dạ, kính bạch thầy, cho con xin được thử trả lời câu này. Dạ, con cũng chắc là không trả lời được chuẩn 100%, nhưng mà thấy đạo tràng vắng quá thì con cứ lên con trả lời đứng đầu đấy. Tất cả pháp nào không sanh không diệt, các pháp ấy đồng hiện hữu với các tâm siêu thế phải chăng? Dạ thưa thầy, cái này là không đúng ạ, bởi vì là những pháp không sanh không diệt ở đây thì chỉ có là gọi là pháp vô vi thôi ạ, thì là niết bàn đó thì mới không sanh không diệt thôi, còn những cái tâm siêu thế thì nó vẫn vào trong cái phần gọi là pháp hữu vi ạ. Nếu mà ở trong bản nêu thì vẫn là pháp hữu vi, nên là nó vẫn phải có sanh có diệt những cái tâm siêu thế ạ. Con xin được trả lời như vậy, có gì sai thì xin thầy chỉnh sửa cho con ạ. Đã con xin phép được xuống bếp mời đạo tràng. Chưa được. Mời bố túc, mời bố túc.
Dạ, kính chào thầy ạ. À. Có còn nghe con, có nghe con không ạ? À? Alo. À, cảm ơn. À, ngủ sao trong đây không ai lên chuyện này, có mình pháp nguồn lộc cài lên trốn hết rồi. À, thầy đem cái này ra con để con nghĩ á, thì đúng là cái pháp vô vi á, cái tất cả pháp nào không sanh không diệt, các pháp ấy đồng hiện hữu với các tâm siêu thế phải chăng? À, không phải như vậy đâu thầy. À, thứ nhất là niết bàn là vô vi thì nó không có sanh không diệt, và những cái pháp mà như là những cái pháp chế định nó cũng đâu có sanh nó gì thầy, những cái pháp mà chế định thì nó cũng là một phần trong đó, thì theo con nghĩ như vậy. Còn đó là con xin bổ túc theo thèm, không biết còn thiếu gì nữa không, và con xin xuống bích là như thưa thầy. Đây, xa thứ ha. Tất cả các pháp nào không sanh không diệt, và gồm pháp nào? Vô vi với lại tục đế hay lại pháp chế định, không sanh không diệt, thì các pháp ấy đồng hiện hữu với các tâm siêu thế phải chăng? Thì vô vi á, nếu mình nói nó là đối tượng của tâm siêu thế là đúng ha, nhưng mà nói nó hiện hữu tức là nó có mặt, nó có sự sanh khởi thì không đúng. À, cho nên cũng không nên nói thế ha, không nên nói vậy. Không sanh không diệt là chỉ có tục đế và vô vi, đúng rồi đó. Rồi xa thứ ha, dễ rồi trời. Trong Nguyễn la làng quá trời, học có 4 năm trời la làng. Rồi câu số 2, tâm lên chánh tâm cũng cho 10 đến luôn ha, cho 10 điểm xa thứ ha. Rồi câu số 2, tất cả tâm khi sanh khởi, tất cả tâm khi sanh khởi, à kính lễ sư tổ đức mới vào luôn mà, tất cả tâm khi sanh khởi đều có nhân đồng không đồng ra sao? Tất cả tâm khi sanh khởi đều có nhân đồng không đồng ra sao? Câu này dễ ủi ha. Rồi, à, rồi MC lên làm việc rồi, hoặc náo viên lên cho sớm tụ nhé, xìu quá trời xìu. Rồi mời MC. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức vừa vào râm ạ. Dạ thưa thầy, câu hỏi con xin phép được đọc câu hỏi số 2 ạ. Tất cả tâm khi sanh khởi đều có nhân đồng không đồng ra sao? Dạ em cảm ơn huynh chánh tâm mình đã cứu bồ nha huynh. Dạ con, cô Metta ơi, cô Metta trả lời câu hỏi này được không cô Metta? Ở đây trong râm này, dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. À. Dạ xa thú cô Metta, dạ con kính dâng bích cho cô ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn Pháp Nguồn cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin trả lời thử câu hỏi này, nếu không được thì con lãm học dịch thôi. Dạ con hiểu sao con trả lời vậy. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Tất cả tâm khi sanh khởi đều có nhân đồng hay không đồng ra sao?
Câu hỏi này thì con thấy chắc thầy hỏi là khi tâm mà sanh khởi lên thì nó có nhân đồng sanh theo hoặc là không đồng sanh như thế nào? Thì theo con thì tâm thì có các loại tâm như là tâm bất thiện, rồi tâm thiện, rồi tâm vô ký, là tâm vô nhân. Thì con thấy là nếu loại tâm nào, ví dụ như là tâm bất thiện, như 12 tâm bất thiện đó, thì khi nó khởi sanh lên thì nó có cái tâm sở bất thiện nó đồng sanh lên. Ví dụ như là tâm tham thì nó có tâm sở là, ví dụ tâm tham thì nó có các tâm sở ở nhóm si phần, rồi nhóm tham phần. Rồi thí dụ như các tâm mà thiện thì nó có nhân thiện. Thí dụ tâm thiện thì nó có thể là có các tâm sở tịnh hảo đồng sanh với nó. Thí dụ như là tâm thiện có thể có hai tâm thiện mà nó hợp trí, thì có ba nhân, ba cái tâm sở đồng sanh, đó là các cái tâm mà vô tham, vô sân, vô si. Rồi trường hợp mà ly trí thì có hai nhân, thì như nhân vô tham, vô sân thì nó có các tâm sở đồng sanh nó. Rồi nhân khi các tâm mà vô ký thì cũng có các nhân vô ký đồng sanh. Riêng chỉ có cái tâm vô nhân thì nó không có các tâm sở đồng sanh, vì nó đã có các cái nhân đó ở thời quá khứ rồi. Thì theo con là như vậy, hệ tâm nào thuộc loại nào thì có tâm sở đồng sanh lên, hoặc là tâm nào vô nhân thì không có nhân, không có tâm sở đồng sanh lên. Và con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Dạ, con kính trả mít cho thầy ạ. Dạ, xa hơn. Con hiểu nhưng mà cô diễn đạt chưa được rõ ràng ha. Năm điểm. Ai bổ túc cho được rõ ràng đây. Pháp Nguồn lên gỡ giống coi, nãy thua lên gỡ giống Pháp Nguồn lâu ca ơi. Em lấy lại 5 điểm nữa coi. Cười. Rồi, giơ tay lên đi, lên đi. Dạ thưa thầy, con nói con chưa nghĩ được ra nhiều, cho nên con đúng. Tất cả tâm khi sanh khởi đều có nhân đồng sanh ra sao? Dạ. Cái nhân ví dụ như là một cái tâm sanh, khi mà tâm sanh khởi thì trong 121 tâm thì có 7 sở hữu biến hành là nó đi cùng, gọi là đồng sanh luôn với 121 tâm ạ. Thì khi mà có những ví dụ như là những cái tâm bất thiện thì nó đi cùng theo với những cái sở hữu bất thiện, là bảy sở hữu biến hành với lại những sở hữu bất thiện đi kèm theo nó. Con đang nói chung chung đấy. Còn những cái tâm vô nhân thì nó cũng có 7 sở hữu biến hành đi cùng, nhưng mà cái nhân của nó thì nó vô nhân nên nó cũng không có những cái nhân ở trong đó, cho nên nó sẽ không có nhân đồng sanh trong đó. Đã. Còn những cái tâm như là dục giới tịnh đó thì với lại những cái tâm đáo đại đó, thì nó là những cái tâm tịnh hảo, nên là nó cũng có là
7 sở hữu viên hành là đi theo nó, và cộng thêm với lại 19 sở hữu tịnh hảo biến hành ạ, đã đi theo nó. Còn ngoài ra những cái nó không đồng sanh thì là tùy theo trường hợp để mà nó sẽ sanh khởi thêm những cái sở hữu và những cái nhân khác ạ. Đã con xin được nói bao quát như thế, không biết đã có sai chỗ nào mong thầy chỉnh sửa thêm cho con ạ. Đã con xin phép được xuống mic ạ. Dạ đúng, chưa rõ ràng ha, chưa rõ ràng, rồi kể cho 3 điểm, thêm 3 điểm. Rồi ai lên bổ túc đây, ai bổ túc chi tiết rõ ràng mà cho con lành coi. Thư ký cho Nguyễn lên bổ túc coi. À thấy cô Dung là rồi, mời cô Dung có muốn nhường cho Nguyễn thì nhường, không nhường thôi nha. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, dạ con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ kính chào thầy, kính chào các anh chị. Dạ có hôm nay là tất cả tâm khi sanh khởi đều có nhân đồng và không đồng ra sao? Dạ tâm thì có 121 tâm, thì trong đó thì có những loại tâm nhân đồng sanh, đó là 18 cái tâm vô nhân, và cái tâm có một nhân đó là hai tâm si là si hoài nghi và giật. Rồi có hai cái nhân thì có đó là si và tâm thiện, thì có 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí. Còn tâm ba nhân thì có hai cái tịnh hảo, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế, tổng cộng là 79 cái tâm ba nhân. Dạ, đó là 101. Dạ, con xin xuống mic. Đây, xa đấu nhưng mà cũng sai một chỗ, đối với vậy biết sai chỗ nào. Tao cho Nguyễn lên coi cô Dung có nói chặt có một điểm nào, cho Nguyễn lên nói thử coi. Đúng rồi, chánh tâm nói đúng, hai si ha. Mấy cô Dung nói lộn vậy đó, là tâm hai nhân bất thiện là tham với lại sân với lại si. Nói lộn chút xíu đó ha, mà giờ chánh tâm nghe được là xa lắm. Còn Châu Nguyễn này thư ký nhiều kỳ quá, chả nghe được kịp gì tới người làm thư ký. Trời ơi, cho Châu Nguyễn hai học gì lộn, hai học gì lộn. Nhanh cho được, nghe pháp mày nghe cho bẻ. Rồi, rồi câu số 2 ha. Câu số 3. Con mắt phải cái mũi phải cái lưỡi .. là căn, hay căn là con mắt cái mũi cái miệng .. con mắt cái mũi cái lưỡi là căn, hay căn là con mắt cái mũi cái miệng, ngược lại. Mắt cái mũi cái lưỡi cho lộn, sorry. Mắt cái mũi cái lưỡi. Rồi câu này dễ ác ha, câu này không lấy được 10 điểm nữa thôi. Rồi MC lên làm việc nha.
Thưa thầy, con xin thử trả lời câu này ạ. À, con mắt, cái mũi, cái lưỡi là căn, hay căn là con mắt, cái mũi, cái lưỡi ạ? À, theo con thì con mắt, cái mũi, cái lưỡi là căn ạ. Bởi vì là khi mình thường hay nói là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn. Đó thì có nghĩa là như là mắt căn, mũi căn, lưỡi căn. Dạ, theo con được hiểu như vậy. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm cho con. Rồi ngồi xuống, ngồi yên đó, ngồi yên tại chỗ. Mời cô mới tạc rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, không biết con nghĩ thì con đọc lại câu 3, con mắt, cái mũi, cái lưỡi. Thầy muốn nói luôn là cái lỗ tai, con mắt, rồi cái lỗ tai, rồi cái mũi, cái lưỡi. Là căn, hay căn là con mắt, cái mũi, cái lưỡi. Thì con cũng biết là năm căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là ngũ căn. Rồi hỏi hay căn là con mắt, cái mũi, cái lưỡi. Con thấy ở giới thứ hai thì chắc cũng là vậy á thầy. Câu này nói ngược, nói xuôi gì chắc cũng vậy. Theo con là vậy thầy. Không biết có đúng không? Dạ đúng sai gì cũng được, con thấy làm sao con nói vậy. Con mắt, cái mũi, cái lưỡi là căn, đó là năm căn. Rồi hay căn là con mắt, cái mũi, cái lưỡi. Dạ theo con trả lời vậy. Nếu không đúng thì con lãnh hộp dịch thôi. Dạ con xin trả máy cho thầy. Rồi, rồi ngồi yên xuống theo, ngồi xếp hàng chung với không còn lòng trời. Mời tiếp, mời tiếp nha, mời gì tiếp. Dạ, thưa thầy, từ nãy giờ con thấy gọi nhưng mà con không trả lời đúng câu nào, con buồn quá. Dạ con xin nghĩ bổ túc thêm cái câu của con chút ạ. Như là nếu mà nói về căn thì là nó rất là nhiều căn ạ. Ví dụ như là có tín căn, rồi tấn căn, rồi thì niệm căn, định căn, tuệ căn. Hay nói về căn thì căn tham, căn sân, căn si, căn thiện, căn bất thiện. Nói chung là nếu nói về căn thì rất là nhiều căn ạ. Dạ. Còn nếu mà nói về nguyên ở cái chỗ những cái tâm vô nhân này thì như vậy là con mắt thì là căn. Dạ. Thì con cũng xin trả lời bổ túc thêm như vậy. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm cho con, bổ túc thêm cho chúng con ạ. nói lát nói đi xa xa rồi nó lãnh quyền rổ trứng luôn. Hai trứng chịu lãnh quyền rổ luôn. Rồi đâu mời nãy thấy ai giơ tay mới thấy nãy rồi tìm rồi à, có dùng rồi, mời có dùng là giải thích rõ ràng cho bà con mới coi để thôi bấm nguồn Lào Cai ấm ức quá. Rồi thưa thầy, câu 3 là con mắt, cái mũi, cái lưỡi là căn, hay căn là con mắt, cái mũi, cái lưỡi. Dạ, không nên nói như thế ạ. Dạ, vì là
thì là sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt và sắc thần kinh thân. Đó là năm căn. Có những vị như là vị ở trên trời sắc giới thì cũng có thân nhưng mà không có sắc thần kinh thân, cũng có miệng nhưng mà không có sắc thần kinh thiệt. Đó. Thì nên là căn là tính theo sắc thần kinh ạ. Đó là câu trả lời của con. Tức là căn là sắc thần kinh. Ví dụ như thần kinh nhãn là chắc khú pa sa đá, thần kinh nhĩ là sô tá pa sa đá, thần kinh tỷ là kha ná pa sa đá, thần kinh thiệt là chi pha pa sa đá, thần kinh thân là ca giá pa sa đá. Thì cái chính cái thần kinh nó mới là căn ạ. Dạ, đó là câu trả lời của con. Rồi, xà đủ, xà đủ. Rồi, cô bé ta nắm được không? Nắm nguồn là cái nắm được không? Khi mình nói con mắt, cái mũi, cái lưỡi là nói kiểu chung chung như thế chứ nó không có trúng đâu à. Cho nên cái câu kết thúc là trả lời là không nên nói thế, với đầu cũng như với sau cũng đặt hết ha. Chỉ có sắc thần kinh mới là chính xác ha. Những mắt nó nguyên mắt bự nó đủ thứ chuyện mà nói theo kiểu chế định là thật thật. Rồi đó là câu số 3 ha. Nắm được ha, cô với ta nắm được không? Alo, con mắt cái mũi cái lưỡi là căn không phải. Khi mà nói đến căn là phải nói tới cái hệ thần kinh, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thì cái đó mới gọi là căn. Nhãn căn tức là thần kinh à, chứ không phải là nguyên con mắt bự, mắt thịt nó đất nước lửa gió rồi nó có lùm lum trong đó nó, còn cái tính cái căn là chỉ tính cái sắc thần kinh thôi hay là tinh nhãn thôi à, thì mới gọi là căn à, còn nếu mình nói con mắt cái mũi lưỡi là căn hay căn là con mắt cái mũi cái lưỡi thì hai câu con đặt hết ra không có nào trúng hết, hiểu không? Rồi nắm được chưa? Rồi dễ ạ, không có gì đó. Rồi câu số 4. Thiệt căn đang sanh cho người nào? Thiệt căn đang sanh cho người nào thì cũng đang diệt với người đó phải chăng? Thiệt căn đang sanh cho người nào thì cũng đang diệt với người đó phải chăng? Rồi câu này dễ ạ, không lấy được 10 điểm nữa thôi. Pháp nguồn là cây lên gỡ giống này, nãy giờ pháp nguồn với cô bé ta lạnh tính nhiều quá lên gỡ giống rồi mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Dạ, con thấy câu này, thiệt căn đang sanh cho người nào thì cũng đang diệt với người đó phải chăng? Thì con thấy cái chữ đang này thì nếu nó sanh lên rồi thì làm sao mà đang sanh rồi đang diệt một lượt được thầy? Con hiểu là vậy.
cùng trong một cái người nào đó, ví dụ như là cái lưỡi thiệt, đây là thần kinh nhĩ, thiệt căn là thần kinh nhĩ, nó sanh lên cho cái người đó là cảm nhận được, biết cái vị của nó như thế nào, thì đang sanh lên rồi sao đang diệt được, cùng một lúc mà sanh rồi cái diệt một lượt luôn, vậy sao được thầy? Dạ con chỉ hiểu vậy thầy. Xa thứ, xa thứ, giỏi quá ta. Trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh. Thì không có bị bắt bẫy. Đang sanh sao diệt, đang sanh thì chưa, sẽ diệt thì đúng, đang diệt sao được ha. Rồi xa thứ 10 điểm gỡ vốn ha, cô mấy ta gỡ vốn. Bắt nguồn là cái, không nghĩ ra. Để cô mấy ta dành 10 điểm rồi. Rồi, chào lâu. Rồi, câu số 5 ha. Sắc thinh khí vị xúc. Sắc thinh khí vị xúc. Đang sanh lên người nào? Thì ủa sao chưa dưới xong hả? Gì tùm lum vậy? Đang sanh với người nào thì ngủ xong thức sẽ sanh với người đó. Thì ngủ xong thức sẽ sanh với người đó phải chăng? Rồi. Rồi, gom lại thành câu cho nó rõ ràng nha. Rồi, câu này dễ ạc ha. Pháp ngược là gai, có ngồi yên nữa không? Lãnh gỡ vốn nữa không? Rồi, mời quý vị nha, MC làm việc nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con thấy pháp nguồn lâu quá, thôi con trả lại thử câu này nữa thầy. Dạ, con xin đọc lại. Sắc thinh khí dị xúc, đang sanh nơi người nào thì ngũ song thức sẽ sanh với người đó phải chăng? Thì con thấy là cái tiến trình tâm nó như thế này thầy. Khi mà cảnh sanh lên, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc sanh lên, thì cái tâm kháng ngũ môn nó sanh lên, rồi nó đưa đến cái ngũ song thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những cái sắc thần kinh đó nó sanh lên, thì tức là cái tâm ngũ song thức sẽ sanh ở người đó. Và con nói vậy có đúng không thầy? Khi mà cảnh nó tiếp xúc với
cái tiếp xúc cảnh nó sanh lên thì cái kháng ngũ môn sẽ hướng tâm về cái ngũ song thức, tức là các sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sẽ sanh lên, tức là ngũ song thức sẽ sanh lên ở người đó. Dạ con hiểu vậy thầy, con xin trả máy lại cho thầy, không biết đúng hay sai như thế nào, con có lãnh chứng hay sao cũng được. Dạ con hiểu sao con nói vậy. Sao thú rồi, ngồi yên xuống lá, ngồi yên chờ phát trứng. Rồi mời, nãy thấy Tina giơ tay, mời Tina rồi. Dạ con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ quý sư quý bà quý cô tín nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Câu hỏi là sắc thinh khí vị xúc đang sanh khởi nơi người nào thì ngũ song thức sẽ sanh với người đó phải chăng? Dạ con thấy là phải, tại vì thí dụ như là cảnh sắc á thì con là cho con mắt biết, thì con mắt nó nhìn thì khi mà con mắt nó nhìn thấy được đó, thì là tâm nhận thức nó sẽ nhận được, nó sẽ biết được. Thì dạ thành ra con thấy là câu này là đúng thưa thầy. Con nói về cái khi mà bắt được cảnh sắc thì con mắt sẽ bắt được cảnh sắc, thì tâm nhận thức nó sẽ sanh khởi lên. Nhưng mà cái đó đó thì con giải thích như sao? Nhưng mà khi đã sanh lên rồi, tâm nhận thức mà đã sanh lên á, thì nó sẽ mất đi, thì nó sẽ kế tiếp là cái tâm ý môn nó sẽ sanh lên. Con không biết giải thích sao, nhưng mà ý con muốn nói là cái câu này là đúng. À, sắc khinh thí vị xúc đang sanh khởi người người nào thì ngũ song thức sẽ sanh với người đó là đúng, mà con không biết giải thích làm sao. Dạ đại khái mắt nhìn thấy cảnh thì sanh lên, rồi xong rồi nhãn thức nó sẽ diệt đi, thì cái nội ý nó sẽ tiếp tục nó làm việc. Dạ con chắc con không biết trình bày như thế nào, con xin thầy chỉnh sửa giùm cho con, và nếu mà con có sai thì con cũng xin lãnh chứng. Dạ con kính tri ân thầy và đạo tràng. Rồi chào thứ, rồi ngồi xuống sắp hàng phải không, rồi ngồi ghế chờ đó sắp hàng phát trứng. Rồi mời cô với ta tiếp. Dạ con xin bổ sung thêm thầy. Ở đây nói là sắc khinh thinh khí vị xúc đang sanh nơi người nào, không thể nào mà một lượt mà sanh tới năm cái ngũ song thức được thầy, mà phải từng cái, thí dụ như cảnh sắc sanh lên, hoặc là cảnh thinh sanh lên, hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vị, hoặc cảnh xúc, từng cái một. Thí dụ cảnh sắc đến thì tâm kháng ngũ môn sẽ hướng tâm đến cái ngũ song thức, tức là sẽ hướng tâm đến thần kinh nhãn. Thì lúc đó thần kinh nhãn sanh lên, thì cái tâm nhãn thức nó sanh lên, rồi cái đó là tiếp thu quan sát đoán định sanh lên, chứ không thể nào một lượt mà năm cảnh sanh lên được thầy. Con chỉ bổ sung vậy đó, từng cảnh một chứ không thể một lượt mà năm cảnh sanh lên được. Dạ con xin xuống ít.
Rồi, xa thứ, xa thứ hay quá vậy ta, ngồi bị lãnh thông dịch xong giờ nhớ lại giật mình hay hay là có ai nhắc luôn nhắc luôn long cảnh không bây giờ sắp lên cùng lúc ha, năm cảnh thì sao đáng sanh được từng cảnh một thôi. Rồi, xa thứ rồi phải ta 10 điểm gửi vốn ha. Rồi. Rồi, câu số 6. Câu số 6. Trong danh pháp hữu vi và sắc pháp hữu vi có tối thiểu là bao nhiêu pháp? Trong danh pháp hữu vi và sắc pháp hữu vi có tối thiểu là bao nhiêu pháp? Chưa trong danh pháp vi và sắc vi có thể có bao nhiêu pháp rồi xuống như biết nhường cho con với ta dạ nam mô bổn tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ con xin trả lời tiếp câu số 6. Nếu có được điểm thì được được điểm, còn không được điểm thì được học dịch cũng được. Dạ con xin đọc lại câu hỏi câu số 6. Trong danh pháp hữu vi và sắc pháp hữu vi có tối thiểu bao nhiêu pháp? Dạ, con thấy là trong danh pháp thì cũng có 8 pháp. Đó là 8 cái danh pháp bất ly. Đó là dạ, đó là 7 cái tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạn quyền tác ý và cộng với cái tâm đó là 8. Và về sắc pháp thì cũng có 8 sắc bất ly, đó là sắc tứ đại là đất nước lửa gió cộng với sắc sắc cảnh sắc cảnh khí cảnh vị và vật thực, rồi cộng với con kể có đủ 8 chưa, đó là bốn đại cộng với sắc cảnh sắc cảnh khí cảnh vị và sắc vật thực, và đó là 8 cái sắc bất ly. Còn ở bên danh sắc đó thì 8 danh sắc 8 danh pháp bất ly, ở bên đây là 8 sắc bất ly. Dạ có tối thiểu là danh thì cũng có 8 mà sắc thì cũng có 8. Dạ con xin trả máy cho thầy, con biết có sai chỗ nào không? Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không? Alo. Đúng không? Xà thú, cô mới ta 10 điểm nữa ha. Quá trời, lần này ngon lành ha. 20 điểm rồi nha. Xà thú gỡ vốn ha. Hay quá, xà thú. Rồi. Rồi, câu số 7. Rồi, câu số 7. Ba chục điểm rồi hả cha? Sao hứng rồi. Hôm nay là ngon lành ha. Đoạt giải quán quân ha. Giờ có câu trong câu số 7 nữa. Go dành để câu nữa là go đoạt giải quán quân luôn. Câu số 7 ha.
đối với danh và sắc. Đối với danh và sắc, phải. Pháp nào là pháp được ví như vú mẹ nuôi dưỡng con? Được ví như vú mẹ nuôi dưỡng con cho được tốt đẹp. Rồi, câu này dễ dễ quá, cô lên được, cô lấy được 10 điểm nữa, cô giành giành quán quân luôn ha, cầm cờ vàng luôn, quán quân luôn. Rồi, xin xin mời luôn nha. Cô ta rồi, alo. Cô ta lấy 10 điểm nữa, loạn giải quán quân, cô ta lễ là chính tâm lên giành đó. Cô ta nói là ưu tiên thì cô ta lấy giải quán quân hôm nay. Rồi, mời cô.
Dạ, xin lỗi, có nghe một con xin gợi ý cho Pháp Nguồn Lào Cai với cô Meta ha, để cho lên trả lời ha. Ok, thì thầy nói đó, trong các cái câu này đó, là thầy nói đối với danh và sắc đó, pháp nào là pháp được ví như mẹ nuôi dưỡng con cho được tốt đẹp. Thì trong cái danh pháp đó, mình biết đó, cái gì để nuôi cho nó có sự sống, bảo tồn. Và trong sắc pháp đó, có cái gì để bảo tồn cho cái sắc pháp đó. Thì mình lấy trong những cái đó mà để bảo tồn cái sắc pháp đó, thì giống như là mẹ nuôi dưỡng con về danh pháp. Và về sắc pháp thì cái gì để bảo tồn cái sắc pháp đó là như vậy đó. Ý là thầy nói ý như vậy đó. Ở trên tâm sinh xuống ha. Cùng với tài với Pháp Nguồn Lào Cai chắc biết rồi đó. À, trên tâm sinh xuống đó. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, sau khi Huynh Chánh Tâm gợi ý thì theo con nghĩ, thì không biết đúng hay không, thì con đọc lại câu hỏi. Đối với danh và sắc, pháp nào là pháp được ví như vú mẹ nuôi dưỡng con cho được tốt đẹp? Dạ thì con nghĩ là về danh á thì các cái pháp thiện thầy, còn về sắc á thì sắc tứ đại thầy, con nghĩ vậy không biết đúng không thầy? Dạ thôi con xin trả lời lại. Đối với danh á, thì con nghĩ là các cái pháp thiện. Còn đối với sắc á, thì các cái sắc sắc cái sắc căn bản đó là sắc tứ đại. Rồi sắc thần kinh, sắc vật thực thầy. Con trả lời tùm lum không biết. Dạ, chắc sai rồi. Thôi con xin trả máy lại cho thầy. Rồi, mất giải quán quân rồi. Con biết là mất giải quán quân rồi. Đâu, có người là gai lên, lấy 10 điểm lại gai. Rồi. Dạ, và nãy Huỳnh Chánh Tâm gợi ý là con biết rồi ạ. Thì thưa thầy là có ở bên, để con đọc lại câu hỏi. Đối với danh và sắc thì pháp nào là pháp được ví như bố mẹ nuôi dưỡng cho con được tốt đẹp? Là nếu mà về phần danh, về danh thì có danh mạng quyền, và về phần sắc thì là sắc mạng quyền duy trì nuôi dưỡng để cho được tốt đẹp và được như là vũ mẹ nuôi dưỡng cho con. Đó là con xin trả lời là danh mạng quyền và sắc mạng quyền ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. Cô với ta uổng quá, mất cái câu này dễ quá, mất uổng quá. Rồi, danh mạng quyền là gì? Hello. Danh mạng quyền là cái gì? Sở hữu mạng quyền là tâm sở mạng quyền. Đúng rồi, chính xác. Vậy là Pháp Nguồn Lào Cai lại gỡ vốn 10 điểm hơn. Cô với ta chút xíu thôi lại giải mất con người. Nghĩ không ra. Chết rồi.
Rồi mời cô với ta. Dạ, hồi nãy con cũng có nghĩ về danh mạng quyền và sắc mạng quyền, nhưng mà con đọc tới cái chỗ mà như vú mẹ nuôi con cho được tốt đẹp thì con lại nghĩ khác. Chứ lúc đầu thì con cũng nghĩ là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Dạ thôi, thì nhờ vậy đó mà nhớ nhớ lâu, nhớ cả đời thầy. Dạ thôi, con xin cảm ơn lại cho thầy. Tại vì thầy bói đâu coi trước ha, thầy bói nói hôm nay không được đọc giải văn vân, nghĩ mà không dám nói, xui mày xui, thầy bói coi trước là á quân, à đúng là á quân, được á quân. Rồi sao đâu cái đứa mình học ở đâu hả? Thì đứa học tới gì quên, tâm sở ý tới thiền á, chị thiền à, xong ra cho chị thiền tứ hả, rồi số 2 chị thiền tứ đúng không, rồi tới giờ số 3 rồi chị thiền hỷ, hỷ là bi tí. Giao Nguyễn có bài không, đưa bài lên hỷ bi tí, bi nó giáp tì tí là bi tí, tức là thích thú với cảnh gọi là hỷ, và từ cái chữ mà biến nó giá tì tí à, thì được gọi là thích thú với cảnh thì được gọi là hỷ. Còn cái ngữ căn là chữ bi là hoan hỷ, thích thú, hân hoan à, cái ngữ căn là từ căn gốc của chữ bi à, có sự hoan hỷ, sự thích thú, sự hân hoan, rồi ráp vô thành chữ bi tí, hai chữ ráp vô ha, hân hoan, vui thích, hứng thú, mừng, phấn khởi với đối tượng, hoặc là sảng khoái, hạnh phúc, no lòng, phấn chấn, hài lòng, sung sướng. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái chữ bi tí này nó có một ý nghĩa là tạo nên một cái sự phấn khích, tạo nên một cái sự hân hoan, vui thích với đối tượng, à, một sự là hoan hỷ với đối tượng, một sự là thỏa thích với đối tượng, à, phấn chấn hài lòng của đối tượng. Thì như vậy đó là ý nghĩa của cái chữ bi tí, là khi nào mà có cái sự hân hoan, có cái sự vui thích, ví dụ mình gặp cảnh gì đó mình khởi lên cái lòng vui thích, khởi lên cái sự hân hoan, khởi lên cái sự phấn chấn, thì lúc đó có tâm sở hỷ này, tức là có cái phần hỷ này sinh lên. Thì trong chi thiền cũng vậy, khi mà đắc sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, thì lúc đó hỷ nó làm và quan hỷ với cái chi thiền, trong chi thiền đắc thiền nó quan hỷ với cái pháp, bắt được cái trạng thái của đắc thiền, thì cái bi tí này nó là một trong năm chi thiền. Rồi mà bi tí á, khi mà nó là một tâm sở hỷ á, thì nó đơn thuần chỉ là hỷ thôi ha, nó chưa có gì ha, cho nên từ cái hỷ này người ta mới phân ra là ba loại à, có ba loại à, về hỷ. Thì thứ nhất là hỷ thuộc về thiện à, tức là hỷ thiện, khi nào mà tâm sở hỷ này nó đồng sanh chung với những cái loại tâm thiện á, thì chúng ta có hỷ được gọi là hỷ thiện, tức là có một cái sự vui mừng, một cái sự thích thú, hoan hỷ, hạnh phúc à, với cái người khác, thì khi đó chúng ta có hỷ được gọi là hỷ thiện à, tức là thí dụ mình thấy người ta được hạnh phúc, thấy người ta được giàu sang, thấy người ta được thông minh trí tuệ, thấy người ta được à, điểm nhiều ha, thì được dò đọt giải cái á quân ha, cái mình quan hỷ với lại cái hạnh phúc của người khác ha, thì đó là hỷ thiện à, nhưng mà thấy người bác ta mang có đọt giải cái á quân thì là mình quan hỷ với người đó, mình xa thú với người đó, thì lúc đó chúng ta có cái sự hỷ thiện, hoặc là mình quan hỷ trong các thiện nghiệp à, ví dụ mình làm việc thiện, bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính gì đó, thì mình có một sự quan hỷ, làm có khởi được cái tâm quan hỷ với thiện nghiệp, thì nó cái tâm thiện của mình nó sanh khởi, nó có cái à, tâm sở hỷ này à, thì được gọi là à, hỷ thiện à, và có cái câu ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ, trong cả hai trạng thái người hành thiện đều hoan hỷ à, tức là ngay lúc làm đang ở đây là hoan hỷ, sau đây là hoan hỷ, từ sau khi hành thiện sau dẫn phát dẫn hoan hỷ, rồi trong cả hai trạng thái người hành thiện đều hoan hỷ
À, tức là mình đây mình muốn nói tới một người mà tu tập về thiện pháp, và ngay lúc làm và sau lúc làm, và tất cả cả hai trạng thái này mình luôn hoan hỷ với những thiện pháp như vậy. À, đó là cái mà nói dễ mà làm không dễ ha quý vị. Thực sự làm thiện để khởi lên được cái sự hoan hỷ cũng là cả vấn đề ha. Và cả hai trạng thái sau khi ngay khi và sau khi hoan hỷ, mình luôn luôn được hoan hỷ với thiện pháp, thì như vậy lúc đó chúng ta có hỷ từ người về là thiện, là hỷ thiện. Còn hỷ trong thiền chi là hân hoan trước đối tượng. À, tức là khi mình vô thiền chi đắc sơ thiền thì cái tâm tâm hỷ này nó hân hoan, nó vui thích, nó hoan hỷ trong cái đối tượng thuộc về thiền thiền chi. À, nó hoan hỷ với cái sự mà chứng đắc được thiền, hoan hỷ với cái trạng thái đắc thiền, thì đó là hân hoan trước đối tượng thuộc về hỷ trong thiền chi. Thì như vậy cái đó là loại thứ nhất, thì cho mình biết đó là hỷ thiện. Cái thứ hai là hỷ bất thiện, tức là cái hỷ này đó, cái tâm sở hỷ này mà nó có mặt đồng sanh chung với những cái pháp bất thiện thì được gọi là hỷ bất thiện. À, ví dụ như giờ mình mừng vui thích thỏa thích trong các dục, nếu mình được ăn ngon mặc đẹp đi chơi sung sướng, mình được thỏa thích trong lúc đó, mình khởi cái tâm hoan hỷ với những cái dục đó, thì được gọi là mừng vui thỏa thích trong các dục. À, thì cái mừng vui thỏa thích trong các dục này tức là tâm sở hỷ đồng sanh trong tâm tham thọ hỷ. À, thì như vậy là mừng vui thỏa thích trong các dục. À, đó là thuộc về hỷ bất thiện. Rồi kế nữa là hân hoan khi chiến thắng kẻ thù. À, cái này là khi mà mình hạ được ai, mình hại được ai, mình chiến thắng được người nào đó, mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy thỏa thích. À, thì khi mình hoan hỷ thỏa thích vậy đó, thì coi như là mình hân hoan thỏa thích khi mà mình chiến thắng kẻ thù, thì cái này thuộc về bất thiện pháp. Cái này là mạnh ha, là thắng được nó, mình hạ được nó, mình hại được nó, mình làm cho nó bị đau khổ, mình vui thích, mình hoan hỷ đó, thì là hỷ bất thiện. À, hoặc là hỷ lạc trong khi tham được thành tựu. À, trong khi tham, mình khi mình muốn cái gì đó, mình đạt được cái điều đó, mình thành tựu được cái điều đó bằng cái sự lòng tham muốn của mình, thì lúc đó mình hoan hỷ, mình cảm thấy là đã lắm. À, thì như vậy hỷ lạc trong khi tham muốn được thành tựu. Thì như vậy cái hỷ bất thiện này là chúng ta phải nên là từ bỏ, nên tránh né ha, đừng để cho nó trú ngụ trong tâm mình ha, bởi vì nó sẽ đem đến sự đau khổ lâu dài. À, cho nên hỷ bất thiện là cần phải tránh né, cần phải đoạn trừ. À, đó là thứ hai. À, cái thứ ba là hỷ vô ký, tức là đây nói chỉ nói riêng về cái tâm sở hỷ đồng sanh trong những cái tâm là thuộc về của những vị a la hán. À, tâm di tác tức là những vị a la hán khi khởi cái tâm hoan hỷ với các pháp, hoan hỷ với những cái điều tốt đẹp, thì lúc đó hỷ của vị a la hán được gọi là hỷ vô ký. Rồi đó là cho mình biết có ba loại hỷ: hỷ thiện, hỷ bất thiện, hỷ vô ký. Rồi hỷ được phân có năm loại. À, năm loại phân theo trạng thái. À, thứ nhất là tiểu hỷ, là kudakka bi tí, đó là tiểu hỷ. Hỷ nhỏ, hỷ nhỏ tức là loại hỷ nó phát sanh khi mình gặp cái chuyện gì đó, nó phát sanh có mình cảm thấy rợn da gà, mình cảm thấy nổi gà ốc, nhưng mà nó chỉ thoáng ra thôi, nó không có kéo dài. À, chẳng như mình có một cái gì đó phát sanh đến mà mình vui thỏa thích thôi. À, mà nó chỉ thoáng cái thôi, cỡ nổi rợn da gà thì đó gọi là tiểu hỷ. À, những trường hợp mà nổi da gà đó nhiều khi không phải là hỷ nha. À, nhiều khi lúc mình gặp cảnh gì sợ hãi trong ban đêm, trong kinh sách mình có nói cái trường hợp đó nó không phải là tiểu hỷ, bởi vì nó là sự sợ hãi, nó phát sinh từ tâm sân nha, thì nó không phải là tiểu hỷ. À, cho nên tiểu hỷ này là phải là phát sinh cái có sự vui thích, nó không phải tâm, không phải là tâm thọ ưu, mà không phải là tâm thọ hỷ. À, mà nó thuộc về một cái cảm giác rợn rợn, cảm giác là vui mà thoáng qua thôi, nó không kéo dài lâu. À, được gọi là tiểu hỷ. Rồi tới sắc na hỷ, tức là đản hỷ hay là quan hỷ, là kêu là sắc na hỷ, tức là loại hỷ này cũng chỉ thoáng qua, nhưng mà khi mà nó phát sanh đó, nó có cảm giác như mình phát được có trong người mình, nó phát được có ánh sáng. À, từ coi như là giống như một ánh chớp, chớp gió là mất. À, thì ta kêu là sắc na hỷ. À, thường thường những người mà hành thiền thì kia cũng hay có những cái trạng thái bất tử nữa ha. À, thiền
một thời gian cái pháp tâm được phát sinh cái sự cảm giác biết này, giống như mình thấy làm gì có một ánh sáng phát xuất ra chớp rồi là sắc mà hỉ, đó là khi nó phát sinh là nó có cảm giác như vậy thì được gọi là sắc mà hỉ. Rồi hải triều hỉ là số 3, là loại hỉ này mà khi mà nó sanh nó tạo thành giống như hải triều ở như sóng biển, lợn sóng lên sóng xuống như thủy triều lên xuống, nó cảm giác như từng đợt sóng đánh vô thân mình mạnh mẽ làm cho thân mình dao động. Thì những cái này mà những người mình tu tập về thiền chỉ cũng hay có những cái trạng thái này ha, phát sanh những cái hải triều hỉ, giống như là có những cái từng lợn sóng từng lượn sóng nó ập vô ập ra vào thân mình, nó cảm thấy là hỷ lạc ha, đó là hải triều hỷ. Rồi khinh hỷ là số 4, khinh hỷ tức là loại hỷ này nó làm cho cái thân mình bay lên nhẹ nhàng dường như bốc lên, khi mà cái khinh hỷ này mà nó đạt tới mức độ cao nó có thể làm cho cái thân mình bay bổng luôn, như vậy nó gọi là khinh hỷ. Cái khinh hỷ này ngày xưa của những vị mà được nghe nói trong thường thuyết là những vị mà xuất gia và sa di đó, hồi xưa có vị xuất gia sa di đi tụng tới tóc lông móng răng da này tụng, rồi họ hoan hỷ quá bốc là bay lên đụng đầu nó nhà đó. Cái đó là khinh hỷ, hoan hỷ mạnh làm cho cái thân bay bổng ra luôn ha, là khinh hỷ. Rồi số 5 là sung mãn hỷ và sẩm hỷ, hay là loại hỷ phát sanh cảm giác đuôm nhùng khắp thân mình đó, nó vui thấy là đã lắm, toàn thân mình nó được cái trạng thái sung mãn, cảm giác mình cảm thấy mình giống như mình được rất là hạnh phúc, rất là an lạc, cảm giác rất là lâu dài, kéo dài rất là lâu, được gọi là sung mãn hỷ. Năm cái trạng thái hỷ này đó, thường thường những người nào mà để ý xíu thì ta sẽ thấy được cái năm trạng thái này nó phát sanh những lúc mình gặp những cái chuyện vui, những cái gì nó phát sanh đến cái sự hỷ. Thì nó có tiểu hỷ, sắc ma hỷ, hải triều hỷ, kinh hỷ, sung mãn hỷ không, đó là cho mình biết là có năm loại hỷ như vậy. Rồi chi hỷ tính theo a là thiện, a là thiện tức là hỷ thiện, tức là các tâm thiện hỷ, tức là những cái tâm thiện nào thuộc về có cái hỷ theo đó, thì được gọi là hỷ thiện. Những cái tâm thiện á, thì chúng ta giờ bản điều thấy không, bản điều quý vị thấy những cái loại tâm thiện nào 12 tâm dục giới tình hảo thọ hỷ không, rồi 12 tâm hỷ sắc giới, rồi 32 tâm siêu thế hỷ, thì mình sẽ thấy là những cái tâm nào có hỷ giờ bản điều mình thấy là thì được gọi là hỷ thiện, tâm hỷ nằm trong cái tâm thiện. Rồi cái hỷ này nằm trong chi thiền, mình cũng có tầm tứ hỷ lạc định, thì nó trong chi thiền có hỷ. Rồi hỷ giác chi là niệm trạch tấn hỷ khinh định xả, hỷ giác chi thuộc về cũng nằm trong thứ giác chi, cũng có hỷ, đó là thuộc về thiện. Thiện mình có là trong tâm thiện, là trong chi thiền, trong hỷ giác chi, đó là thuộc về phần thiện. Rồi thuộc về phần bất thiện thì có hỷ, hỷ tà, hỷ ác, được gọi là bất thiện. Khi mà mình có những cái sự quan ý trong những cái điều xấu, điều ác thì đó được gọi là hỷ bất thiện. Rồi nhóm C là vô ký, tức là hỷ trong các tâm vô ký, những cái tâm quả vô ký thọ hỷ, hoặc tâm di tác thọ hỷ, cũng có cái hỷ đồng sanh chung ha. Thì như vậy nhóm C là nhóm vô ký. Rồi, đó là sơ lược về chi hỷ tính theo thiện hay là bất thiện hay là vô ký ha. Rồi tới công năng hỷ trong chi thiền. Rồi, trong cái thiền chi á, thì cái công năng của nó, cái năng lực của cái hỷ đó, thì nó có cái năng lực mà áp chế cái sự sân hận. Cái hỷ sanh lên trong thiền chi nó đè, nó áp chế cái sự sân hận. Đó là một trong năm cái thiền cái ha, thì nó áp chế được cái sân hận. Rồi cái thứ hai là nó quan hỷ trong thiền chi, tức là sự quan hỷ, sự thỏa thích trong thiền chi ha, đó là công năng của hỷ trong thiền chi. Thì như vậy trong cái
hỷ này là thuộc về một trong những năm cái thiện chi mình học ha. Rồi tầm tứ hỷ lạc là như là tới tứ lạc Somanassa. Là một trạng thái đạt đến sự an lạc thanh tịnh do định sanh. À, thì trong thiền chi là nói đến một cái trạng thái mà khi mà mình tu tập thiền mà đạt tới một sự an lạc thanh tịnh à, thì lúc đó cái sự an lạc thanh tịnh này do chính sự tu tập về định nó phát sinh, thì chúng ta có được cái chi thiền thuộc về lạc. À, có câu tỳ kheo ấy diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. À, tức là đây em nói về cái trạng thái lạc này, tức là một vị tỳ kheo tu tập về thiền chỉ ha, họ đạt đến một cái trạng thái là diệt tầm tứ luôn, cái chi tầm chi tứ họ diệt bỏ, loại bỏ tầm tứ luôn, chứng và trú và thiền thứ hai. À, tức là nhị thiền, à, một trạng thái hỷ lạc nó phát sanh lúc này, cái trạng thái này nó phát sanh lên trạng thái hỷ lạc do định, tức là lúc đó chi định nó mạnh. Khi chi định sanh thì tầm tứ không có, tầm không tứ luôn, thì nội tỉnh hoàn toàn là thanh tịnh nhất tâm, thì như vậy phát sanh trạng thái hỷ lạc. Thì lạc này là phát sanh do định sanh. Rồi đối trị với chi lạc này thì nó có khuynh hướng là đối trị với sự phóng dật. À, khi mà có được cái chi lạc là bởi vì nó do định sanh mà. À, thì khi chi lạc này nó làm cho cái thân tâm nó được yên tĩnh xuống ha, thì nó trị cái tâm phóng dật. À, cái tâm siêu phóng dật này, cái sự phóng dật này nó bị chi lạc đối trị, làm cho thân tâm được an tịnh, được thanh tịnh ha, do chi nhờ chi lạc. Tịnh giác chi trong thất giác chi. Tịnh giác chi trong thất giác chi ha, tụi quý vị nhớ cái niệm trạch tấn hỷ tịnh định xả, tịnh là khinh, tịnh giác chi trong thất chi thì lạc được nói đến khi được phát huy mạnh. À, tức là chi lạc được nói đến khi mà được phát huy tới mức độ mạnh ha, thì lúc đó được gọi là tịnh giác chi. À, đó là cái phần về thiền chi thuộc về chi lạc, cho chúng ta biết là đạt tới một cái trạng thái là thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Rồi cái chi thiền thứ năm là định, cái tắc là định. Ê cá là một, ắt giá là cao độ, ê cá gấp ba gồm lại ha là điểm cao độ. À, nên ê cá gấp ba còn được dịch là nhất điểm hay là nhất hành. À, mình học là, cái nhất hành là nhất điểm là định. À, thì ê cá gấp ba là định là nhất hành. À, thì ê cá gấp ba này là hiểu đúng nghĩa là cái điểm cao độ, cái điểm, một cái điểm duy nhất, nhất điểm. À, cái sự mà mình gom tâm, mình an trú tâm và tâm sở an trú vào một điểm như vậy đó. À, trừ một điểm hay là một đối tượng thì được gọi là ekakata. À, sự gom tâm và tâm sở an trú vào một điểm, ví dụ như mình an trú trên một cái hơi thở. À, mình cứ an trú duy nhất trên thở, đạt đến độ mà là định. À, thì nó chỉ có một điểm duy nhất, một cái đối tượng duy nhất là hơi thở, thì sự gom tâm an trú vào cái hơi thở đó thì được gọi là ekakata. À, hoặc là sâu kết các pháp liên kết nhau cùng an trú trong cảnh gọi là ekakata. Tức là nó sâu kết, nó giống như mà mình chuỗi sâu lại các pháp chung nha, nó những pháp sanh chung đó đó. À, nó sâu kết lại liên kết là hết các pháp đó. À, áp đặt an trú trên cái đối tượng đó, duy nhất trên cái đối tượng đó. Ví dụ chúng ta khởi một cái tâm thiện sanh khởi mà vô trong cái vấn đề thiền, thì khi mà mình gom hết những cái tâm sở đồng sanh chung, quăng lên đối tượng, định lên đối tượng một cách chặt chẽ như vậy thì được gọi là ekakata. À, giữ tâm quân bình, không lay động trong cảnh, gọi là định hay là nhất hành. À, tức là giữ tâm mình quân bình, không lay động, tức là không có chuyển qua, không chuyển lại, không nhảy tới nhảy lui, không là quân bình an trú trong một cảnh và không lay động trong cảnh ha, thì được gọi là định hay gọi là nhất hành. Hoặc là giữ là gìn giữ các pháp trên đối tượng, tức là trên cái cảnh đó, là một cái sự mà kèm chặt đối tượng, cái tâm mình trên một cái đối tượng đó thì được gọi là định hay là nhất hành. À, đó là ý nghĩa về cái chữ định như vậy ha.
À, khi nào mà chúng ta làm được những điều này, mình gom trụ tụ được những cái tâm mình, những cái tâm tâm sở an trú chặt chẽ trên một đối tượng, thì lúc đó chúng ta có định. Rồi định là đối trị, về đối trị này chi định trong thiền chi áp chế tham dục. À, bởi vì khi mà mình còn tham dục, cái tâm mình có tham dục thì cái tâm mình nó không có yên. Nó tham muốn này muốn kia muốn nó chạy tung lên lá, nó tham muốn những sắc tinh khí dị xúc, nó đòi hỏi đủ thứ chuyện, ăn uống ngủ nghỉ đủ thứ, thì cái tâm mình nó không có yên. À, mà khi mình tu tập, mình an trú được cái tâm mình, định được cái tâm mình gom tâm mình định nó được, cho nó nằm yên xuống chỗ, thì nó áp chế được cái sự tham dục. À, cho nên định trong thiền chi nó áp chế được cái thiền cái thuộc về tham dục, đó là đối trị. Rồi định ta cho mình biết có ba loại. Sát na định. Sát na định là khanikassamadhi. À, sát na định tức là mỗi sát na tâm nó có cái tâm sát định đó không? Thì ghi là sát na định. Rồi cận định, upacarasamadhi, upacarasamadhi nha, tức là cận định. Tức là khi mà tu tập mình định, mình tu tập tới mức độ mà cận định luôn, gần vô định thôi nhưng mà chưa định. À, nó vô tới sát sát vô đó ha, chuẩn bị cận hành nó chưa có định được ha, thì như vậy gọi là cận định. Rồi thứ ba là đắc định, tức là mình đắc luôn cái vô cái thiền, à, đắc luôn sau thiền, tức là mình trú trên một đối tượng mình thành tựu được cái thiền. Và appamana samadhi là đắc định, tức là mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì được gọi là đắc định. Thì như vậy định cho biết có ba loại là sát na định là tính hay sát na, cận định là kề cận với cái đắc định. À, đắc định là thành tựu được cái định ha. Thì như vậy có ba loại. Rồi sau đó là phân tích cho mình biết là định có mặt trong các tâm, tức là đây là nhấn mạnh, mình nhấn mạnh cho mình biết là định tức là tâm sở nhất hành. À, định tức là định đó có mặt trong các tâm, nó có mặt trong tâm bất thiện. À, định nó cũng có mặt trong tâm bất thiện thì được gọi là tà định. Ví dụ như tâm tham nó cũng có định, ví dụ người tham nó cũng có định tâm trên cái đối tượng, nó cũng có tâm sở là sát na định đó, nó định trên đối tượng mà để nó tham muốn thỏa mãn dục vọng đó, thì vậy là tâm bất thiện thuộc về tà định. Và tâm thiện thì thuộc về chánh định, tức là mình có sự mà định tâm trên những cái thiện pháp, định tâm trên thiền, định tâm trên những cái sự mà tu tập thì được gọi là chánh định. Và tâm vô ký thì là vô ký định. À, những cái tâm sở định đồng sanh trong những tâm vô ký thì được gọi là vô ký định. À, và định có mặt trong các tâm bất thiện, thiện và vô ký ha. Rồi đặc biệt định trong thất giác chi, định trong thất giác chi thì bằng chánh định, tức là một trong bát chánh đạo. À, khi mà nó định mà nó vô trong thất giác chi, niệm trạch tấn hỷ khinh định xả, thì định giác chi là được xếp vô một trong bát chánh đạo. Định trong tâm siêu thế, tức là khi mà tâm sẽ định mà nó sanh trong tâm siêu thế đó, nó đồng sanh trong tâm siêu thế thì lúc đó được gọi là thánh định, là định của bậc thánh thì được gọi là thánh định. À, như vậy là định trong thất giác chi thì gọi là chánh định, nhưng mà định trong tâm siêu thế là thánh định. À, chi pháp tức là tâm sở nhất hành, tức là tâm sở nhất hành có mặt trong bất thiện có mặt trong thiện có mặt trong siêu thế có. À, có mặt trong thiền chi có. Thì như vậy đó là về phần chi định. Rồi vậy hôm nay mình học cái định ha, với chi định là tuần sau mình học tiếp ha, nhiều quá rối. Rồi hôm nay tới đây vừa phải lẽ, do quý báo và nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nha các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Nam mô Sanh. Rồi cả mấy lời cho luôn. Dạ, sa thứ sa thứ sa thứ. Dạ, chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy về diệu pháp hôm nay. Con kính chúc thầy luôn được an vui. Con xin được thay đạo tràng sám hối Phật pháp tăng ạ. Un ta mang ge na wan de ham pa da pan sung va run ta mang bun the yo kali to do so bun tho kama tu tăng ma mang. Un ta mong ghê na vấn đề hăng,
tham man cha duy tham vá răng tham mê yo kali to do so tham mô kamatu tăng mạc măng un ta măng ghê na văn đê hăng sang khăn cha duy thón ta măng sang khê yo kali to do so sang khô kamatu tăng mạc măng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức tự đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Tê athalatha sukhita guru laha putta sasane aroga sukhita ho thasaha sabbe hiya ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu edang phalang etasming ratanatayasming sambasadana che ta so. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thứ sa thứ sa thứ. Dạ con xin được hồi hướng ạ. Ya devata santi vihara vasini thu phe kare bodhi kare tahin tahin ta